con cua này gọi là con cua gì? Cụm cụm. Cụm cụm hả? Cụm cụm. Thôi nó không dùng được, dùng mới còn thôi. Mà thấy không có thịt. Cái này mình làm xong mình mang về chợ bán hả bác? Bón cái chân này thôi nè. Cậu có hình này dùng hết rồi đi. Ờ. Chỉ bán cái chân thôi. Thì được bao nhiêu một tiền một ký? Ê, đồ này nó rẻ. Mà vừa 30 chứ. Có mấy chục ngàn thôi á. Ồ. Mà đồ tươi không đây? Chú lùn mà đồ tươi không không? Còn đóng này. Thế cái mình nó không ăn được hay sao? Cái... Mình ăn không được. Mình ăn không được mà để nó ít thịt. Họ nhót ăn. Nó ít thịt. Ở đây là họ bỏ. Còn ở miền Trang là bón hết luôn. Dạ. Ở miền Trang lại câu gì hay không bón hết. Đúng rồi. Ở đây là dùng. Mới đông quê họ đi ra Thái là họ mua hết luôn. Đúng rồi. Mình về lại rồi. Này là đầu tươi ngon luôn này, tươi ngon luôn. Con ngó này tươi ngon ờ luôn cái đầu. Dạ. Ở đây mình lùng nghề vô là đây ăn hùn ớ. Còn cái này lấy nguyên con là con cua đúng không? Cua. Ăn hùn thấy ớ. Còn lo lao mình ăn là ngon. Dạ. Tươi là ăn ngon. Phải phải cân được cả con thì đỡ ha, cả con thì nhìn nó nặng ký á. Nó ngụm đâu mà vô họ mua mà mình đã có mà họ vô trong bón là họ sát có mấy cái còn nó mấy còn chiếu đồ ta đồ không là 60 ngàn 70 ngàn gì á. À. Không mua nghề vô là không mua rẻ lắm. Như gà xanh gà ái đồ đó là không mua chú là có 300 ngàn chứ mấy. Ừ, gà xanh á. Mà vô thấy vô bó là bó 600 ngàn. Nó vô nhà hàng nó quán thì nó phải bán gấp mấy rồi. Bó 600 ngàn. Mà mua ở đây nó là không lực chế chanh luôn. Mày nó sợ hay không lái thấy. Nó chế thấy mẹ to nữa. Cái này mà nhà có nuôi heo ha, nấu cho nó ăn. Nuôi heo, nuôi gì nữa. Nấu quá ngon, mình bán cũng được tiền đó. Con bực nó tươi nè, bán cây chè nhỏ hơn tầng nè. Ờ. Tầng gạt ở bên thờ. Còn bực nữa là chè nhỏ hơn tầng nè. Cái này chú gỡ bao lâu thì xong? Chú gỡ hết bằng đây bao lâu thì xong? Tới 11 giờ hả? Nó nhiều nó tới chân rộng nhiều. Ờ.